Bác Tạm Giam, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 Việt Nam công bố ghi nhận 2.269 ca mắc Covid-19 mới, 1 ca tử vong trong 24 giờ Tình hình dịch bệnh Covid-19 thế giới ngày 8 tháng 5 Bắc Kinh muốn có giấy đăng ký kết hôn, chính quyền yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 xuất khẩu vaccine của Trung Quốc giảm mạnh do kém hiệu quả trong việc chống lại chủng Omicron. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 9 tháng 5 của DKN TV. Mở đầu chương trình là một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, bản tin của Bộ Y tế Việt Nam công bố, cả nước đã ghi nhận 2.269 ca mắc COVID-19 mới tại 51 tỉnh, thành phố, một ca tử vong trong cả nước. Một số tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm trong ngày như thủ đô Hà Nội ghi nhận 338 ca nhiễm, Nghệ An 140 ca, Tuyên Quang 135 ca, Phú Thọ 129 ca, Quảng Ninh 120 ca, Yên Bái 101 ca, Quảng Bình 97, Bắc Ninh 92, Bắc Giang 82, Vĩnh Phúc 78. Cũng trong khoảng thời gian 24 giờ qua, đã có 2.066 ca được công bố khỏi bệnh. Tiếp tục một diễn biến đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Bác Tạm Giam, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 110 Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can, bao gồm Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, tỉnh Bắc Ninh, và ông Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Quyết định được ban hành sau chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của trường cao đẳng y dược ASEAN là một trường tư thục cho các cán bộ, nhân viên của bệnh viện quân y 110 thuộc quân khu 1. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn. Hiện tại, công việc điều tra bệnh viện quân y 110 do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo thông tin từ phía bệnh viện quân y 110, đại tá Diêm Đăng Thanh, 54 tuổi, tốt nghiệp học viện quân y năm 1991 từ khi ra trường đã gắn bó với bệnh viện đến khi trở thành giám đốc bệnh viện. Vào tháng 2 năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Chuyển sang những tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới. Kính thưa quý vị, theo trang thống kê Worldometers, tính đến 21 giờ ngày 8 tháng 5 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 517 triệu 088.000 349 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 6 triệu 276.086 ca tử vong. Campuchia ngày 7 tháng 5 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tín hiệu tích cực như vậy kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ ba lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát vào tháng 2 năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận 319 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, và 4.065 ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày 7 tháng 5. Trong số liệu kể trên, riêng thành phố Thượng Hải đã công bố ghi nhận 215 ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và 3.760 ca không có triệu chứng. Trong khi có thêm 8 ca tử vong do COVID-19 mà nguyên nhân trực tiếp là do bệnh nhân mắc bệnh lý nền. Ngoài Thượng Hải, 11 khu vực cấp tỉnh khác ở Trung Quốc cũng ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh có 44 ca và tỉnh Hà Nam có 25 ca. New Zealand vừa ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA5 tại khu vực cửa khẩu. Trường hợp này từ Nam Phi đến New Zealand. Hôm ngày 1 tháng 5 vừa qua, New Zealand cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể BA4 cũng đến từ Nam Phi. Bộ Y tế New Zealand cho biết sẽ phải mất vài tuần lễ hoặc vài tháng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng loại biến thể mới hoặc những dòng phụ mới của biến thể Do đó, nhà chức trách nước này sẽ tiến hành theo dõi chặt chẽ sát sao tình hình. Chuyển sang phần tin tức về nội tình dịch bệnh tại Trung Quốc. Bắc Kinh, muốn có giấy đăng ký kết hôn, chính quyền yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19. Thưa quý vị, dịch bệnh ở Bắc Kinh tiếp tục nóng lên, vào ngày 5 tháng 5, cục nội vụ Bắc Kinh thông báo, khi đến các văn phòng đăng ký kết hôn ở các quận cần phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid-19 âm tính trong vòng 48 giờ. Thông tin đưa ra đã khiến rất nhiều cư dân mạng bình luận sôi nổi. Một cư dân mạng cười đùa nói rằng, trước kia kết hôn phải xem tử vi, về sau thì xem tròm sao, giờ lại xem cả âm tính dương tính. Bây giờ mới yêu là cưới thật. Một số cư dân mạng thì nói thẳng, đi đến đâu cũng cần phải có giấy chứng nhận covid-19 48 giờ, thời hạn sử dụng còn không bằng một miếng bánh mì của tôi thử nghiệm COVID-19 thực sự là để kiếm tiền, ở đâu cũng cần. Một số cư dân mạng thì nói rằng, ở khu vực của họ, ngay cả ngồi xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm cũng cần phải có chứng chỉ này rồi. Một số người còn nói rằng, chỉ cần thiết lập một thời kỳ hôn nhân thử nghiệm, cho cách ly cùng một chỗ với nhau trong 14 cộng 7 ngày mới biết được có phù hợp hay không. Tiếp tục một diễn biến có liên quan. Xuất khẩu vaccine của Trung Quốc giảm mạnh do kém hiệu quả trong việc chống lại Omicron Vaccine của Trung Quốc kém hiệu quả hơn đối với việc chống lại đột biến Omicron và xuất khẩu đã giảm tới 97% vào tháng trước so với mức đỉnh vào tháng 9 năm ngoái. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm Chủ nhật đã đưa tin xuất khẩu vaccine từ các tập đoàn của Trung Quốc như Sinopharm, Sinovac Biotech và CanSino Biologics tổng cộng vào tháng trước là 6,78 triệu liều, giảm tới 97% so với mức 225,08 triệu liều vào tháng 9 năm ngoái. Theo báo cáo này, vaccine của Trung Quốc không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chủng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao và cũng không hiệu quả bằng các loại vaccine của châu Âu và Mỹ. So với vaccine sản xuất tại Trung Quốc, thì vaccine Pfizer của Mỹ đã xuất khẩu 55,69 triệu liều vào tháng trước, cũng giảm 71% so với tháng 9 năm ngoái nhưng lượng xuất khẩu gấp hơn 8 lần so với vaccine do Trung Quốc sản xuất. Vaccine Moderna của Mỹ đã xuất khẩu 16,49 triệu liều trong tháng 4, giảm 57% so với tháng 9 năm ngoái. Nhưng nó cũng đã lần đầu tiên vượt qua ba công ty Trung Quốc nói trên. Báo cáo của UNICEF cũng trích dẫn một bài báo do Trường Đại học Hồng Kông và các tổ chức khác công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy khoảng 4.300 người bị nhiễm virus sau khi tiêm hai liều vaccine ở Hồng Kông đã được khảo sát và đều cho thấy những trường hợp nghiêm trọng đã tiêm vaccine kê sinh của Trung Quốc là cao hơn gấp 3 lần so với vaccine Pfizer. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong khi dịch bệnh ở châu Á đang dần dần lắng dịu, thì rất khó để có thể khuất phục dịch bệnh ở Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân chính là do chỉ có các loại vaccine nội địa có hiệu lực thấp thì mới được tiêm ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 9 tháng 5 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.